Rồi. Trái cây, bán trái cây quá trời luôn. Đây một cái nhà hàng buffet với lông tê. Thấy người người tấp nập hả? Hôm nay lạnh quá. Không biết là nhiệt độ bao nhiêu độ nữa nhưng mà rất là lạnh luôn. Phở Việt nè các bạn. Phở Việt Nam mình là nổi tiếng nên nhà hàng nào cũng có bán á. Các bạn có thấy Paris quận 13 như thế nào không? Thấy có gì đặc biệt không? Đây là cái chỗ nhà hàng luôn nhưng mà họ có bán dịch quay đồ đặc biệt là món của họ rất là ngon. Lát bữa trưa là không có chỗ ngồi luôn các bạn. Bác đây mua cành đào nè. À, đằng kia có cái nhắc cái cây đào kìa. Mình vừa đi mà vừa quay không biết nó có bị rung không. Cái này lạnh quá các bạn, tay mình rung cầm cặp luôn á. Nói ra khói luôn nè. Ôi coi cái tòa nhà này nó cao nè. Cao kìa. Nếu các bạn xem video này mà thấy á, mình nó lung lay các bạn không cảm giùm mình chứ. Đây chiếc xe nè các bạn, Fortinet nè, ta đi xong người ta bỏ rồi nè. Ở đây nếu mà đi xe đạp với Fortinet là rất là tiện luôn, mình có thể đi ở trên cái lề đường giống vậy. Bên kia là có nhà hàng Thi Cô Tàu. Nhưng mà mình với ông xã mình nó kêu bằng nhà hàng Thị Cốc không à. Rất là đông, nổi tiếng lắm. Của Tàu các bạn. Mà bán rất là ngon, đông lắm, nhiều món ngon lắm. Để các bạn xem nè, vẽ hình con công. Không phải gì ta chim hạt hả? Đẹp ghê ha. Xa xa nè, có một cái tiệm bán trái cây rồi đó. Họ bán đồ Tết quá chừng không? Đẹp chưa? Rồi đây là nghe tiếng Tàu không á. Hết đông nán. Đó, cái hang quay ăn trước là hang quay á các bạn. Cái đường mà dành cho người đi bộ rất là rộng luôn này các bạn thấy không? Ừ, đúng rồi, bên đó đó. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phía bên kia, cái kia phía mà cái có chữ màu tím tím á. Mình hẹn, có hẹn trên đó các bạn. Nó thay dù cái cây à. Đúng quá. Chắc là đạt được. Xe cổ tấp nập luôn ha. Cây đó luôn. Mấy chúng sẽ nữa là hôn cái cây rồi. Con chim này coi. Mãi mê hăng sai cái nghề quá nên mấy chúng sẽ nữa là mình hôn cái cây rồi. Cái cây cọc quá. Đây cái đường người ta đang
chuẩn bị người ta làm cái gì lại nè, người ta đóng lại. Trời ơi, nó lô cốt không mà bởi vậy. Đường thì hẹp, xe thì đông, mà toàn là lô cốt kiểu này. Bây giờ mình sẽ tắt máy nha các bạn. Rồi mình quay thẳng đó, đi qua cái chuyện đó luôn. Quay đi. Đang 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 đi ấy không té thấy mòn luôn á. Đang phải đi phải nhìn nè. Hồi nãy đi đụng cái cây rồi, giờ đâu dám đi ẩu nữa. Cầm đi nè. Thôi cái này đẹp quá à. Ờ, coi nè. À, đây là một cái cửa tiệm bán có chú người Mông Cổ. Cái tiệm mà bán kêu bằng gì ta, mấy cái đồ hàng hiệu mà. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Nghe hơi mùi sầu riêng quá. Ba Ra Côn là cái tiệm bán cái cây hàng gục khô lớn. Tỏ sao thơm mùi sầu riêng quá vậy nè. Hôm sầu riêng quá. Có con rồng. Wow. Bưởi ruột đỏ này các bạn nè. Ba đồng mấy một trái. Bưởi nè. Bưởi này của Tàu. Ba đồng mấy một trái. Một trái. Còn bưởi này là 2.99 nữa. Nho. Nho thì 6.50 một ký. Đây nè, cái con rồng. Đẹp quá. Nhãn mà 13.80 một ký. Các bạn nhân cho mình với 26 nha, tại vì giờ mình tính không có ra. Để giải nè. 2 ký 14.50, mỗi chỗ bán giá khác nhau. Sầu riêng nè. 16.80 một ký, sầu riêng của Thái Lan các bạn. Wow. Rồi coi nó có treo kìa. Oh my goodness. Bánh nè. Trời ơi nó lạnh quá. Gió hỏi nó lạnh nữa. Giờ này vẫn còn đông người luôn. Cái tiệm bán bánh này các bạn. Bánh nè. Trời ơi nó lạnh quá. Gió hỏi nó lạnh nữa. Giờ này vẫn còn đông người luôn. Cái tiệm bán bánh này các bạn. Chỗ bán thịt quay các bạn, đây là Hoa Nam. Thịt quay nè, bánh mì. Ở trong có bán đồ ăn không ạ? Hoa Nam. Hoa Nam này không chỉ riêng về bán đồ ăn mà còn bán chả lụa nè. Rồi mì, chả giò Hoa Nam, nhiều thứ lắm. Mua rau. Mình sẽ đi mua rau. Ủa ba ba đây. Mình sẽ đi mua rau của mấy cô chú ở đây nè. Kêu dầu khỏe. Lạnh quá. Oh.
rồi mà mì. Là mì cái ông. Merci, bonne année à vous. Tu nous joins une tête là. Ah. Tám đồng, 12 cái, 10 đồng vô nhiều hơn như vậy. Nhiều cái, 8 đồng một cái. Mà làm 2 đồng, 3 đồng. 5 đồng cái, 2 cái tới. Tính đấy cũng 8 đồng. À, xem cây tắc nè, giá cây tắc là 28.80. Hồi trước mình có mua cây rồi nhưng mà chết. Oh, cái chậu này gió quá trời gió luôn. Bán đào này, nhánh đào là 24, đẹp quá ha. Cái bưởi đỏ nặng, cái sách nó rất là nặng tay. Mình nghĩ là nó ngon lắm. Nhưng mà tại vì đang đi bộ nên không có mua được. Có cái bác đang bán đồ ăn nè. Tại vì hồi nãy bullet nó dí đó nên mấy bác chạy hết trơn luôn. Con chó, cái hiên con chó nó heo cái hiên kìa. Ở đây là ở trong những cái chung cư. Hôm nay mình sẽ đi từng cái ngõ ngách của cái quận 13 cho các bạn xem. Có cái chỗ này là Cado Da Si, là bán đồ lưu niệm á. Tụi mình nó mỗi lần ra đây là lúc nào cũng đi vớt vác cái hai cái về á, nhiều lúc về không có chỗ để dục tùm lum tùm la. Ở đây là của cái bác đó, hình như biết nói tiếng Việt Nam. Đó. Có bán đồ của Nhật nè, của Tàu nè, bán đồ có con cua. Con heo. Con heo bán 6.90 rồi. Rất là nhiều mấy cái món nhỏ luôn. Ai mà ở nhà có tủ kiến á thì mua cái này để trưng vô rất là đẹp. Đẹp quá ha. Xem đây là một cái quán phở tên là Mây Hồng. Phở này là rất là nhiều người Việt Nam mình biết tới luôn. Kim Loan nè, Thẩm Mỹ Viện nè. Tiệm phở này là của Việt Nam các bạn. Mấy cô mấy chú bác hay ghé tiệm phở này lắm. Ở đây có một cái nhà hàng lớn nhưng mà bây giờ cũng đã đóng cửa rồi, tại vì không biết lý do tại sao. Ở đây rất là nhiều nhà hàng nhưng mà đa phần là của Thái Lan, của Lào, của Việt cũng có nhưng mà không phải chính gốc là Việt. Có nhà hàng Mây Hồng này nè, bún bò Huế. Thì mình sẽ đi
cho các bạn xem một vòng ở ngoài nha, coi nó như thế nào. Đặt đó. Đây nè các bạn, ở bên kia có khu vô chơi có mấy đứa nhỏ nhưng mà mình không có tiện quay. Ở cái ở xa xa đó là cái chùa, cái chùa này của Tàu các bạn, thì mình đã tới đây để viếng chùa một lần rồi. Đó là cái chùa của Tàu đó, múc ở trong đó các bạn. Cái này là đi lên trên Tàu đó của chùa, cái chùa đó của Tàu không mà người Tàu. Ai biết tiếng Tàu thì họ tới đó rất là nhiều. Trời đẹp quá. Thì các bạn biết không, hồi nãy á, cái chỗ mà người ta bán đồ đó ở ngoài đường, cái chỗ đó là cấm ấy mà, nhưng mà cũng có người bán mà police sẽ lại quằn hoài à. Thì mình nghĩ là khi mà bị bắt thì chắc ta phải cảnh cáo thôi, chứ họ bán họ cũng lời đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà này luật là luật. Hồi nãy có hai người bị bắt các bạn, đó là một cái bác lớn tuổi mà người Tàu. Đây một quán cà phê, còn này là của Nhật nè. Này là một cái nhà hàng của Nhật nhỏ thôi. Bạn thấy khung như thế nào? Đi ở đây là phải cẩn thận. Còn là mấy cái bãi không, toàn là mấy anh bãi chị bãi không à. Bạn thấy không, nhìn đây nè, tối chắc mình dám đi một mình quá. Cái chỗ nào mà nó kín kín á, nhìn sợ lắm thiệt luôn á. Là đi ở ngoài đường không sao không? Đây là mình đi thông qua. Ở đây người ta tận dụng từng ly từng tí luôn. Đây là có một cái tiệm Lidl, là một cái cửa hàng của Đức, bán đồ của Đức các bạn. Bán cũng rẻ lắm, cái này đêm nè. Ở đây là một cái nhà hàng cũng vậy, này của Tàu. Ở đây sẽ có một cái tiệm nhà hàng của người Việt Nam mình cho các bạn xem. Còn cái này là ta ba nè, có nghĩa là mình nói bán lô tô đó. À, phở 13, phở 13 nè, cái này phở 13 không, phở 13 này cũng rất là nổi tiếng luôn, có hai chi nhánh ơi không, giờ đã mở cửa nè các bạn thấy không, rất là thơm luôn, trời ơi thơm ghê. Đây là cái tiệm bán thịt mà rất là nhiều người Việt tới mua luôn, cái gì cũng có ở đây, ai cũng biết nói tiếng Việt Nam hết. Tiệm này là hen hen, bán thịt rất là tươi, thịt rất là tươi luôn nè.
cho tất cả các bạn. Bây giờ mình đang đứng trước một cái nhà hàng. Mình sẽ quay cho các bạn xem là cái nhà hàng này nè. Jardin d'Asie là nhà hàng mà Buffet Lonte rất là người Việt của mình tới đây để ăn luôn. Có rất là nhiều món ngon. Thì bây giờ mình sẽ vô trong và mình sẽ quay cho các bạn xem là nó có nhiều món này nha. Dạ sĩ. Vì ở đây cái nhà hàng bây giờ rất là nhiều người. Ở đây là có nhiều cái bàn này, người ta đã đặt hàng rồi, đặt chỗ rồi các bạn. Giờ mình sẽ ngồi đây các bạn xem cái xung quanh cái nó rất là rộng lớn luôn. Và có nhiều nhiều món ăn rất là ngon. Bonjour. Mỗi lần mà gia đình của mình á, gia đình của mình á rất là ra đây ăn. Thì qua à quay hôm nay ăn cắp nhiều lắm à, nhiều đồ nhiều đấy. Đây nè, mình cũng nhìn đây là cơm cơm trắng. Còn ở đây là cái này là súp nè, súp của Tàu, nó chua chua rất là ngon luôn. Cái này là canh của Thái Lan mà. Nó bún. Còn cái này là canh chua nè. Canh chua. Thì mấy cô chú anh chị em mà đi du lịch qua bên đây á, là rất là thích cái nhà hàng này. Tại vì toàn là món Việt. Thôi cái này hết rồi, cái này là cá cảo chim muỗi hấp á. Tại vì mình ăn á, mấy cái món Tây hoặc là chiên ngán rồi mình vô đây mình ăn. Để giò ốc. Còn cái này là cần cần tây rất là ngon. Cái này là đồ biển xào. Cái này là đường gà chiên nè. Kia là thịt gà nướng. Cái này là món này rất là ngon. Cái này là cá, cá kho, cá kho tàu. Trời ơi, thấy hấp dẫn quá. Em cần biết của bao kìa. Chơi được ra đường mang đen. Chơi được ra đường mang đen. Chơi mang đen thì là đang chơi. Vì nó mà nó ở bên ta. Sau khi đã ăn no say các bạn, bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng nữa để cho cái bụng nó tiêu. Sẵn mình quay cho các bạn xem luôn. Bây giờ là mình đã đi ra khỏi Paris rồi các bạn. Thì mỗi một cái vùng của nó thì mỗi nơi mình thấy không, nó đều khác nhau hết ha. Paris thì sơ bồ sơ bộn. Nhà cao tầng rất là nhiều, người thì rất là đông, xe cộ rất cũng rất là nhiều luôn. Khi mình đi ra khỏi Paris thì mình lại thấy khác nè. Mà thấy không? Đường thì xe nó cũng ít hơn. Mà hai bên đường á thì cây cối rất là nhiều. Nếu như ai thích mà ồn ào náo nhiệt ra vui đồ này kia đó, dễ tụ tập bạn bè ăn chơi, tối thì đi quán xá đồ thì mình ở Paris. Còn mà ai mà hết yên tĩnh á thì mình ở ngoại ô Paris. Đây là con đường mình đi ra ngoài vùng 93 các bạn. Vùng 93 thì cũng có người Á Đông, người nó cũng rất là nhiều luôn. Nó cũng giáp với Paris. Và thấy cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn ha.
năm. Cả chục năm hả? Cũng là mới chứ bộ. Lúc mình còn ở đây phải không ta? Ừ, nghĩ tính đây phải chục năm, mười mấy năm rồi. Mình ở đây hồi 2008 hả? Lúc đó đã làm chưa ta? Xây, mới xây, đang xây. Mười mấy năm ở đây, mùng binh lớn này, mùng binh là tới ba ly lần. Chỗ này là viết cái gì không? Cho các bạn xem chỗ này. Chỗ này là nhà tù này các bạn. Đây nè. Đây là nhà tù. Trên cái nóc nhà bên trên đó là có dây điện hết á, dây người ta giăng ở trên đó mà. Ha ha, xa xa có mấy chú cừu đang ăn cỏ đó, 2, 4, 6, 8 chú. Đây là khuôn viên của nhà tù, còn đây là khuôn viên nhà của những người mà người ta làm việc ở trong nhà tù. Giống như là mấy người mà cai quản cái này kia đó. Đây là khuôn viên của họ. Thấy không? Trời mùa đông buồn ha. Trời u ám, cây không, lá cây thì không còn lá nào hết. Nếu còn chăng nữa thì nó cũng héo queo, nó ngủ. Khu này là mới nè các bạn. Hồi trước khu này là khu trồng trọt, và bây giờ thì hãng xưởng, ta mở hãng xưởng rất là nhiều luôn. Sâu vô nữa, ở đây là trường học, trường học mẫu giáo và cấp 1. Đây là trường dạy giữ trẻ nè, còn đây là trường cấp 1, mẫu giáo và cấp 1. Đây là nhà kiểu dạng này là nhà của nhà nước rồi các bạn. Như là mình, như là lương mình không có cao quá, rồi mình đăng ký nhà nước, mình mướn nhà của nhà nước thì họ sẽ hỗ trợ cho mình, dành cho những ai lương thấp thôi và có con đông. Rất là nhỏ luôn mà đậu xe bên đường nữa nên nó chạy rất khó. Sửa chữa xe lửa là dưới đây nè. Nó nguyên một cái khu này là như là mấy cái trạm á, cái trạm để sửa chữa xe, kêu bằng bảo quản rồi này kia. Việt Nam dùng từ khác,
rất là lớn luôn. Đây đa phần là hãng xưởng với bureau văn phòng rồi là ở đây. Xe quá trường xe ha. Trong vòng 1 phút thôi là rất là nhiều xe nó chạy tới. Người ta thường nói Paris có gì đẹp không em? Paris là chỉ là kẹt xe và kẹt xe thôi. Ở đây là Paris quận 13 các bạn. Khi mà mình tới Paris quận 15 thì sẽ khác nữa. Đây có dòng sông nè. Dòng sông này nó sẽ đi nối liền với dòng sông Seine mà. Rất là nổi tiếng luôn ở Pháp. Nếu mà nói chung mà xe nó ồ e là mình phải nhường à, không có gì. Nhưng mà nó tông vô luôn à, no. Ở đây có nắng nè. Có nắng hơi đẹp chút xíu ha. Tình dữ lắm luôn á.
là chưa chắc là mình lái xe ra ngoài đó được.
có radar, có chụp hình á, có bắn nhận tốc đó là đều phải báo cho anh biết trước phải không? Phải báo trước cho mình. Còn giống mà cảnh sát họ đứng họ bắn tốc độ là không có báo, đúng không? Con đường mà có bắn tốc độ nè. Nè, giống bạn thấy ở bên đây nè, nè. Nó báo trên kia thì đây nó có cái. Thì ở dưới kia nãy mình nói là nó báo á, thì khoảng mấy trăm mét hả, là nó có, nó để cái máy, máy chụp tự động. Còn như là cảnh sát giao thông á, họ chụp mình á, là họ không có báo thôi, họ đứng chỗ nào họ muốn đứng họ đứng à. Còn nếu mà cái máy tự động là có báo trước, có cái bảng để báo trước cho mình biết là báo là cái đoạn đường đó đó. Ừ, cái đoạn đường đó là nó sẽ có cái radar, là cái máy bắn tốc độ, bắn tự động luôn. Lâu lắm rồi đâu có đi đâu.
đây là mấy biển chỉ đường nè, bảng màu xanh là xa lộ, biển chỉ đường rất là rõ ràng luôn ha. Mình chỉ nhìn theo cái bảng chỉ đường này là mình đi được rồi nè. Anybody know?